Hello, xin chào anh em nhá, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cái một cái bài đánh nó sóc đĩa mà rất là hiệu quả nhá, mà mình thường dùng anh em ạ. Với cái số vốn là 30 củ thì mình sẽ vận hành như thế nào đó để kiếm được lãi mời anh em xem nhá. Giờ thì bây giờ sẽ vào ngay con sóc đĩa này. Đấy, và một hai tay đầu thì cứ bình thường, như bình thường mình sẽ đánh dạo trước nhá, không vội vào theo công thức anh em ạ. Tay này làm ngay con chẵn đi. Cầu này chắc chắn là phải đánh chẵn rồi anh em ạ, không đánh con chẵn thì hơi phí nhá. Ui dồi ôi, lại ra lẻ anh em ạ, đánh chẵn ra lẻ này dở chưa. Được rồi, vẫn tiếp tục là một con chẵn anh em ơi. Ok, tại này thì gỡ làm sao rồi anh em, phải bú chẵn nhá. Đây bây giờ thì anh em sẽ đi tìm với mình những cái điểm bằng dọc. Đấy, cái cách chơi của mình nó sẽ như vậy nhá. Điểm bằng dọc nghĩa là gì? Là mỗi ra dọc đầu phiên ấy mà chúng ta có hai trắng hai đỏ thì anh em sẽ tính với mình là một nhá. Đấy, bây giờ đếm này. Một điểm bằng dọc nhá. Đấy, hai điểm bằng dọc, ba điểm bằng dọc. Đấy, như vậy là có ba là lẻ thì đánh với mình có lẻ nhá. Đấy, còn nếu mà anh em tính ra 4, ví dụ anh em đếm ra 4 con điểm bằng dọc thì anh em sẽ đánh mình con chẵn thôi. Đấy, chẵn đánh chẵn, lẻ đánh lẻ anh em ạ, cực kỳ đơn giản nhá. Ok chưa, bú con lẻ nét căng luôn anh em ạ, gỡ làm sao nữa đấy. Một này. Đấy. Một là lẻ thì đánh lẻ mình nhá. 1M ok chưa? Nào, để xem thằng này có gãy không là bú nhá. Bú tiếp, nét chưa anh em? Lại bảo không nét đi. Giờ thì là 1, 2. Đấy, hai là chặn đánh chặn cho mình nhá, 1M chặn này. Đấy, cứ chặn đánh chặn lẻ đánh lẻ đâu anh em ơi, thật sự là quá đơn giản đúng không, nhưng mà hiệu quả nó rất là cao đó. Nói thế cho nó ngắn gọn dễ hiểu như vậy đi anh em ạ. Được chưa? Mình còn không đánh lót đấy anh em ạ. Nét chưa? Bây giờ là sang 1 này. 2. Đại 2 là chặn tiếp tục chơi, mình còn chặn này.
Ok chưa, còn gì để chơi không anh em ơi? Tất nhiên là không còn gì để chơi được rồi đúng không? Đã quá nét, nét như thế chơi kiểu gì hả anh em? À, chúng ta sẽ tiếp tục lại có 1 nha, 2 nha, 3, 4. Ok, 4 là chặn thì đánh nhưng mình còn chặn tiếp nha, 1M anh em ạ. Nét căng thế này đúng không? Trời ơi, gãy mất rồi anh em ơi. Rồi bây giờ thì một này, hai này. Đấy, hai là chặn tiếp tục đánh chặn cho mình nhá, một mở chặn này. Là một lít tứ đỏ ấy nhờ. Ok, bù chặn nha. Thôi video mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Đấy. Như vậy là chốt được gần 8 củ anh em ơi. Quá nét rồi đúng không? Nghỉ nhá. À, anh em xem video nếu mà thấy hay đừng quên để lại mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau của mình nhá.